Đập thủy điện Sơn La. Đây là đập thủy điện Sơn La, đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Bộ barrier cần rào tự động do công ty trách nhiệm hữu hạn ứng dụng công nghệ khơi nguyên cung cấp cho nhà máy thủy điện Sơn La. Vâng, anh bảo đây, bọn em làm xong hết rồi đấy. Thì ý của bên em là muốn bàn giao luôn bây giờ rồi anh ạ. Xong ạ. Vâng, bây giờ bàn giao cả 4 chiếc luôn. Ở chỗ nào anh? Nhà. À, đây, cái chỗ vòng vòng cái gì anh? Mấy hôm nữa đi. Ừ. Ok. Thế để luôn không phải tháo dây này đúng không? Thủy điện Sơn La. Các đồng bào dân tộc Thái. Đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á cho đến thời điểm 2012.